Bài thơ Đến chiều, tác giả Nguyễn Đình Thư. Tôi yêu là bởi tôi yêu. Cầm tay cô hỏi, hỏi nhiều làm chi? Khi yêu không đắn đo gì, phân phô chử biết nói vì cớ sao. Huống hồ yêu tự khi nào, hôm qua lòng thấy ngọt ngào mới hay. Gạn gùng nông cạn phơi bày, họa chăng có một điều này đơn sơ. Thuyền tình đã gặp người đưa, dòng khơi không lẽ đôi giờ rồi thôi. Tin nhau ai nói bằng lời, và mai ai biết xa vời bao nhiêu. Một thương là sự đa liều, thì theo cho đến xế chiều chứ sao.